Vụ sản xuất đậu hè thu năm 2024, toàn tỉnh gieo trỉa được 2038 ha với các giống đậu xanh, đậu đen và đậu đỏ, tập trung ở các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang. Mặc dù thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài, nhưng nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên năng suất đậu trung bình toàn tỉnh ước đạt 1,2 tấn trên ha. Ngay từ đầu tháng 8, đậu hè thu chín rộ, bà con tập trung thu hoạch xong lứa 1, hiện nay đang thu hoạch lứa 2, phấn đấu thu hoạch xong trong tháng 8 để tránh mưa bão gây thiệt hại.